Chào các bạn, với việc Đặng Văn Lâm và Nguyễn Văn Hoàng là sân tập trong sáng nay, cơ hội bất chính trong trận U23 Việt Nam gặp Oman sẽ được trao cho thủ môn Bùi Tiến Dũng. Trước trận ra quân gặp Palestine, những cầu thủ không được thi đấu đã được huấn luyện viên Park Hang-seo cho tập luyện bình thường vào buổi sáng. Trong sáng nay có 9 cầu thủ bước ra sân tập là Quang Hải, Văn Thanh, Công Phượng, Duy Mạnh, Văn Hoàng, Văn Lâm, Văn Quyết, Anh Đức và trung vệ Bùi Tiến Dũng. Huấn luyện viên Park Hang-seo không xuất hiện trong buổi tập của nhóm cầu thủ này. Như vậy gần như chắc chắn 9 cầu thủ trên không thi đấu ở trận gặp Oman tối nay. Điều này đồng nghĩa với việc đội hình chính của U23 Việt Nam sẽ xoay quanh 21 cầu thủ còn lại. Thủ thành Bùi Tiến Dũng chắc xuất bắt chính khi cả hai thủ môn còn lại là Đặng Văn Lâm và Văn Hoàng phải tập sáng nay. Đây là cơ hội rất tốt để Tiến Dũng thể hiện mình, ghi điểm với huấn luyện viên Park Hang-seo. Ở trận đấu với Palestine, Đặng Văn Lâm về cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bàn thua của U23 Việt Nam không có lỗi của Đặng Văn Lâm, đó là lỗi xuất phát từ trung vệ Đình Trọng. Tuy nhiên Văn Lâm vẫn được huấn luyện viên Park Hang-seo cùng huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Đức Cảnh yêu cầu cần phải rút kinh nghiệm. Ở hàng hậu vệ nhiều khả năng là Văn Lợi, Văn Sơn, Thành Trung và Tấn Sinh. Ở hàng tiền đạo là Đỗ Hùng Dũng đá ở vị trí trung tâm thay cho Văn Quyết sát cánh cùng Đức Huy, hai bên cánh là Minh Vương và Văn Toàn. Ở phía trên, Văn Đức sẽ đá hộ công, trong khi người đá cắm cho U23 Việt Nam có thể là Đức Trinh hoặc Tiến Linh. Cùng với đội hình chính, huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục có thêm những thử nghiệm ở sự thay đổi người trong trận đấu. Việc ông thầy người Hàn Quốc xoay tua đội hình cũng như thử nghiệm nhiều vị trí mới không chỉ chốt lại bộ khung và lối chơi cho U23 Việt Nam mà còn chuẩn bị rút gọn danh sách còn 20 cầu thủ mang tới Indonesia dự ASEAN 2018. Trong chiều nay, nếu U23 Uzbekistan không thắng được U23 Palestine, U23 Việt Nam nứt rộng cửa để vô địch ở cúp tứ hùng năm nay nếu giành 3 điểm trước U23 Oman. Đây là động lực không nhỏ giúp các cầu thủ chơi một trận hết sức, dù tất cả đều xác định mục tiêu chính ở giải năm nay không phải là thành tích mà là trọng tâm vào ASEAN và AFF Cup cũng như Asian Cup vào năm sau. Trước đó, hai chân sút đã ghi bàn ở trận La Quân gặp Palestine sẽ ngồi ghế dự bị trong trận tiếp Oman vào lúc 19:30 ngày hôm nay do thầy Park muốn thử nghiệm con người và cách chơi khác. Cặp tiền đạo một già Anh Đức là 33 tuổi và một trẻ Công Phượng 23 tuổi đã chơi rất nổi bật trong trận thắng Palestine 2-1. Nếu như Công Phượng ghi một bàn thắng và một đường kiến tạo thì Anh Đức nhiều lần uy hiếp cầu môn đối phương rồi khai hỏa cùng một lần đánh đầu bật cột dọc. Ngược dòng ở trận La Quân trước Palestine của giải giao hữu quốc tế cũng là một kết quả làm huấn luyện viên Park Hang-seo hài lòng. Giới hâm mộ chứng kiến màn lăng mắt của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vài tháng sau trước Á quân U23 châu Á có thể an tâm hơn về cách sử dụng nhân sự lẫn lối đá của đội tuyển. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn không quên nhắc lại mục tiêu chính của U23 Việt Nam vẫn là ASEAN 18. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng từng chia sẻ: "Ban huấn luyện phải khẳng định rằng cái đích là đấu trường ASEAN ở giải đấu giao hữu này, chúng tôi phải tìm ra 20 cầu thủ giỏi nhất để đăng ký cho ban tổ chức. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo cơ hội cho 30 cầu thủ. Ở trận ra quân, chúng tôi đã thử nghiệm cách chơi mới và dùng một số cầu thủ mới. Đội tuyển đã làm được nhiều điều và cũng còn rất nhiều hạn chế. Ví như điều chưa được là bàn thua và phải khắc phục trong thời gian tới. Một số cầu thủ chọn vị trí chưa tốt, việc tiếp theo của chúng tôi là phải tiếp tục nuôi dưỡng cảm giác chơi bóng của cầu thủ. Chính vì xem sân chơi tứ hùng trên sân Mỹ Đình là thử nghiệm, nên huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận tiếp theo gặp Oman sẽ thay đổi. Hai chân sút Son trong trận mở màn sẽ ngồi dự bị, căn cứ vào cái cách mà ông Park Hang-seo tập luyện bình thường vào sáng ngày hôm nay. Chào các bạn, rất bất ngờ huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ sử dụng một tiền vệ thực thụ trong trận đấu Olympic Việt Nam thắng Palestine 2-1, trong khi lại tung vào sân đến 4 cầu thủ có khả năng đá tiền đạo. Có lẽ đây là ý tưởng độc ở một trận đấu mang tính chất thử nghiệm. Tiền vệ thực thụ duy nhất được huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng trong trận đấu với Palestine là Xuân Trường, chỉ dùng một cầu thủ chuyên trách đá tiền vệ, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo lại sử dụng đến 4 cầu thủ có khả năng đá tiền đạo là Anh Đức, Công Phượng, Quang Hải và Văn Quyết. Dĩ nhiên thực tế trên sân cho thấy Quang Hải chơi sát với Xuân Trường ở trung tâm của tuyến giữa, Văn Quyết cũng đá gần với hàng tiền vệ hơn là hàng tiền đạo để tạo nên tuyến giữa có 3 người. Cộng thêm việc hai hậu vệ đá cánh là Đoàn Văn Hậu và Vũ Văn Thanh,
thường xuyên dâng cao hỗ trợ hàng tiền vệ của Olympic Việt Nam khi cần có thể có đến 5 người. Nhưng đấy là đặt trong hoàn cảnh bình thường trước đối thủ Palestine dường như không có điểm rơi phong độ cho giải Tứ Hùng diễn ra tại Hà Nội. Đối phương cũng không mấy tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Bằng ngược lại, nếu đối thủ chịu khó tranh chấp nơi trung tuyến hoặc đơn giản là có nền tảng thể lực tốt hơn, đội tuyển Olympic Việt Nam có thể mất khu trung tuyến và bị chia cắt đội hình bởi Quang Hải và cả Xuân Trường không có sở trường tranh chấp tay đôi, phòng ngự từ xa. Việc của họ thường là đi bóng qua người rồi phân phối bóng cho tuyến trên, chứ không phải lao vào đối phương để sẵn sàng va chạm 5 năm giành lại bóng. Văn Quyết kiểu gì thì kiểu vẫn có xu hướng nhô lên phía trước khi đội nhà tấn công, chứ anh không có thói quen lặng thầm đứng lại phía sau các đồng đội để chống phản công. Còn riêng với Đoàn Văn Hậu và Vũ Văn Thành, dù có nhanh cách mấy cũng không bao giờ kịp bó và trục giữa sửa sai cho các đồng đội nếu đối phương đột ngột cướp được bóng và phản công nhanh. Và lại sở trường của họ là các pha leo biên, chứ họ không bó vào giữa thì chúng ta vừa mất cầu thủ đá biên hay, trong khi chỉ nhận lại một cầu thủ đá trung lộ ở mức trung bình yếu. Thật là công thức một tiền vệ và bốn tiền đạo vốn chỉ thường thấy trong các trò chơi game hơn là ở các trận đấu thực tế. Trận đấu với Palestine vừa rồi có lẽ cũng là giống như với các trận đấu thực tế mà chúng ta sắp phải đối diện tại ASEAN. Trận đấu với Palestine vừa qua đơn thuần chỉ là một trận mang tính thử nghiệm, nơi huấn luyện viên Park Hang-seo muốn các cầu thủ làm nóng tuyến phối hợp với nhau. Còn tuyến giữa Xuân Trường tập cáng đáng việc bao hàng tiền vệ một mình phòng trường hợp có khi Olympic Việt Nam phải đá thiếu người. Cũng có thể huấn luyện viên Park Hang-seo chẳng bao giờ dùng lại công thức sử dụng nhân sự nêu trên ở các trận đấu chính thức, vì đá thử nghiệm mà xài đội hình và công thức bày binh bố trận như đá thật thì khác nào vạch áo cho người xem lưng. Vậy nên, hãy vui vì các cầu thủ vẫn có cảm giác bóng rất tốt, vui vì anh Đức và Công Phượng phối hợp với nhau trơn tru, vui vì Quang Hải sẵn sàng đá theo kiểu hy sinh cho Công Phượng, chuyền bóng thuận lợi để Công Phượng ghi bàn. Còn về phương án nhân sự và sơ đồ xuất hiện trong trận đấu với Palestine, tin rằng đấy không phải là phương án nhân sự và sơ đồ bất biến. Chào các bạn, bóng đá Việt Nam trong năm 2018 và đầu 2019 có những giải đấu cực kỳ quan trọng. Vậy nên mới đây phía VFF và ban lãnh đạo huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã thống nhất và chốt xong các đội hình ở AFF Cup ASEAN 2018 cũng như vào chung kết Asian Cup 2019. Cụ thể, tại buổi họp, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF ông Trần Quốc Tuấn cho biết Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo đã tính toán để kết hợp giữa các cầu thủ đội tuyển Việt Nam và tập trung các thành viên U23 Việt Nam. Như chúng ta đã biết, tại ASEAN 2018, theo điều lệ là U23 cộng 3, nghĩa là chúng ta có quyền sử dụng 3 cầu thủ từ đội tuyển quốc gia trên 23 tuổi. Chính vì vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ hình thành đội hình kết hợp giữa các lứa tuổi để hướng tới AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Với những thành công tại vòng chung kết U23 châu Á và thực tế lối chơi nhuần nhuyễn và lứa cầu thủ này mang lại, thì việc huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng và tiếp tục phát huy sức mạnh của bóng đá Việt Nam ở sân chơi ASEAN 2018 cũng là điều dễ hiểu. Nếu đúng như lộ trình và kế hoạch đã vạch ra, chúng ta rất dễ nhận thấy bộ khung chính của U23 Việt Nam tham dự ASEAN 2018 sẽ là những gương mặt như Đức Chinh, Đình Trọng, Văn Hậu, Tiến Dũng, Văn Đức, Xuân Mạnh, Quang Hải và các cầu thủ khác. Bộ khung này sẽ kết hợp với 3 gương mặt trên 23 tuổi như Xuân Trường, Duy Mạnh, Công Phượng, Văn Thành, Đức Huy hay Văn Toàn. Sau khi ổn định ở ASEAN 2018, đây sẽ là những cái tên nòng cốt để kết hợp với lứa đàn anh như Minh Tuấn, Văn Quyết, Thanh Trung, Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Anh Đức, Văn Lâm, Ngọc Hải. Được biết, để chuẩn bị cho AFF Cup 2018, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ triệu tập khoảng 28 cầu thủ để tập trung bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 và sẽ có 33 ngày để chuẩn bị trước khi bước vào trận đấu đầu tiên tại bảng A gặp đội tuyển Lào trên sân khách vào ngày 8 tháng 11. Chia sẻ với truyền thông mới đây, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết hiện tại ông và các cộng sự đang gấp rút hoàn tất các tư liệu chuyên môn để phục vụ cho công tác chuẩn bị của đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Bên cạnh việc tiếp tục phân công dự khán các trận đấu tại giải quốc nội nhằm theo dõi và tuyển chọn nhân sự cho hai đội tuyển, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã lên kế hoạch tìm hiểu
phân tích các đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup và AFF Cup 2018. Xung quanh vấn đề đội tuyển quốc gia Việt Nam, mới đây AFC đã chỉ ra siêu sao của đội tuyển Việt Nam và nhận định này đã gây ra sự tranh cãi trong các cổ động viên của nước nhà. Liên đoàn bóng đá châu Á mới đây đã cho đăng tải thông tin sơ bộ về 24 quốc gia tham dự Asian Cup 2019, trong đó có Việt Nam, giới thiệu về mảnh đất hình chữ S AFC, đưa ra một vài thông tin cơ bản như dân số, thủ đô cũng như thành tích của đội tuyển Việt Nam trong quá khứ. Một điều bất ngờ là Liên đoàn bóng đá châu Á chỉ tính thành tích của đội tuyển Việt Nam sau khi thống nhất. Do đó, đoàn quân áo đỏ mới chỉ có một lần tham dự Asian Cup vào năm 2007, lọt vào tứ kết với 1 thắng, 1 hòa và 2 thua. Nhận định về nhân tố quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam, AFC khẳng định đó là tiền đạo Nguyễn Văn Quyết. Họ ghi rõ tiền vệ công này đã trở thành trụ cột ở cấp đội tuyển quốc gia vào những năm 2011 và anh đã sẵn sàng cho chiến tích AFC Asian Cup đầu tiên của mình. Nguyễn Văn Quyết là một cầu thủ tấn công rất mưu mẹo và đã được trao tấm bằng đội trưởng từ tay của Công Vinh. Cũng vì thế, tiền đạo của Hà Nội đã dẫn dắt toàn đội quân áo đỏ tới với Asian Cup 2019. Nhận định này gây ra nhiều tranh cãi với cổ động viên của Việt Nam. Cụ thể, Văn Quyết là một cầu thủ tấn công hiệu quả ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nhưng nhiều người hâm mộ mong muốn có một đội hình U23 Việt Nam trong thời gian tới. Ngoài ra, phong cách thi đấu của anh không được lòng một bộ phận cổ động viên nước nhà. Nhiều cổ động viên chỉ ra rằng những cầu thủ khác hoàn toàn có thể là siêu sao của đội tuyển quốc gia như thủ thành Văn Lâm hay tiền vệ Xuân Trường. Bản thân sự xuất sắc của Văn Lâm giúp đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu tốt trong nhiều trận đấu, còn Xuân Trường là cầu thủ đang có những thăng tiến vượt bậc đã và đang là trụ cột trong vòng 2 năm nay. Màn trình diễn của hai cầu thủ này cũng được ấn tượng hơn là Văn Quyết. Do đó, nhiều cổ động viên cũng đã không đồng tình với AFC. Trên mạng xã hội, họ bày tỏ sự không hài lòng, nhiều người khác lại không nghĩ vậy, bảo vệ Văn Quyết trước những ý kiến trái chiều. Vậy với các bạn, Văn Quyết có xứng đáng là siêu sao của đội tuyển quốc gia Việt Nam hay không?